Xin chào tất cả các anh em nha. Anh em ơi, hôm nay mình sẽ ghi hình lại trên đám lúa nè anh em. Cái đám lúa này lý do sao mình ghi hình cái clip này ha, để chia sẻ kinh nghiệm với anh em. Đây là cách xịt thuốc cũng mới so với mình thôi, so với những nông dân khác thì cũng đã cũ rồi ha. Đây, thì hôm nay mình xịt lúa là thường mỗi năm là mình xịt lúa là giữa cái thuốc cantanin và mình cộng thêm một loại thuốc diệt mầm, và mình cộng thêm tata để mà tiêu diệt con bù lạch đó anh em. Và mình cũng diệt mầm thì thấy cộng như vậy thấy rất là hiệu quả ha. Riêng cái mùa này đó anh em thì mình chỉ xịt là cantanin với tata thôi nha. Thì mình để lúa là đến xạ là để sau 8 ngày thì cái lúa lên cao mình mới xịt, là xạ bữa 27 tới mùng 7-8 ngày, 20 tới mùng 5, mùng 4, mùng 5 là khoảng 7-8 ngày là mình mới mùng 5, mùng 6 khoảng 7-8 ngày là mình mới đem thuốc ra mình xịt. Thì thấy trước mắt thì thịt cantanin như vậy thì không biết là nó hiệu quả hay không, để mình quay clip này cho các bạn chia sẻ kinh nghiệm với các bạn coi ha. Thì trước mắt các bạn là thấy cái lúa mình nè anh em. Đó, cái lúa mình xịt cỏ xong rồi đó. Được xịt bữa mùng 5 ha. Sáng mùng 5 xịt, mùng 6, mùng 7 bữa nay là mình lên nước ha. Được xịt bỏ 2 ngày. 2 ngày rồi mình lên nước. Thì mình thấy mấy cây cỏ con ha, là thấy nó héo lá rồi nó chết. Còn một số cây cỏ chát thì nó cháy, nó cháy hơi hơi nè anh em coi kỹ ha. Nè, đó, cỏ nó cháy quéo lá hơi nè. Bây giờ mình bơm nước lên mình cho nó nhận cỏ ha. Ở trên cái miếng đất này nè anh em thì mình xịt cantanin là liều là 200cc nha, cho một bình máy nha. Ở đây là 30 công tầm cấp thì mình sẽ xịt là 60 bình máy nha. Đây, anh em thấy nè. Ở mặt đất đây là cỏ chát nó có này ha. Thì cỏ chát này nó chỉ quéo một phần thôi nha anh em. À, nó chỉ cháy đếm lá nè, anh em coi kỹ nè ha. Cháy đếm lá nè. Thì mình lên mình sẽ nhận nước. Như mình xịt cái liều kết hợp kia giữa cantanin với thuốc diệt mầm thì mấy cây này nó tiêu hết. Còn cái này cantanin không thì không biết sao ha. Như cây cỏ này thì nó cháy có một phần lá. Nha. Yeah. Đó, anh em thấy ha, đó cháy có cái chớp trên này không ạ. Thì để coi cái hiệu quả, coi lúa sau khi mình nhận nước mình giải phân thử coi nó như thế nào, rồi mình sẽ lại trở lại thăm rồi cho anh em coi ha. Hôm nay mình trở lại thăm miếng lúa này anh em ơi. Đây anh em, như anh em thấy trên màn hình ha, lúa này tốt xanh mướt ha, và cỏ mình đi thăm thì hoàn toàn là sạch hết anh em. Cỏ chát này nọ thì không có, chết như hết 99% rồi. Cỏ chát còn thì những cái lỗ lúa nào anh em mà bơm nước dập không tới á, như chỗ này nè, nó cũng còn lại một vài cây nhỏ nhỏ nè, nó mới mọc lên sau nè, lúc chút nè anh em thấy không đó, cỏ chát một hai cây nhỏ nhỏ, một hai chỗ thôi, do là mình bơm nước nhận cỏ đó nè, nó không ngập lên hết, nó khô quá, lõm lõm nhỏ nhỏ ha, mà đó rất là ít ha, đa số là cỏ đều chết hết ha nè. Như vậy là mình sử dụng cái liều cantanin mà nó 200cc đó cho một bình máy đó, xịt trên miếng đất của mình là 30 gram cắt, mình xịt mỗi như vậy là mỗi một bình như vậy là mỗi một công gì là 2 bình. Ở đây mình xịt là 60 bình trên miếng đất này, 30 con một cách, thì thấy hiệu quả rất là cao ha. Đây, anh em thấy lúa bữa này rất là tốt ha, hoàn toàn là cỏ sạch trơn nha anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại kênh của mình nha anh em. Anh em ơi, hôm nay lúa mình được 40 mấy ngày nè anh em, 47 ngày. Bây giờ mình quay cho anh em coi cái vấn đề cỏ ha. Mình xịt hổm 20 mấy ngày mình đi thăm lần, bữa nay 40 mấy ngày. Thì hiện giờ là cỏ trên cái miếng lúa mình quản lý rất là tốt ha. Thì mình chỉ xịt cái liều thuốc cantanin hổm đó nè.
chắc mà giai đoạn lúa 7-8 ngày đó anh xịt liều 200 đó, thì đến nay là cỏ quản lý rất là ổn ha, coi như là miếng lúa này coi như là sạch cỏ hoàn toàn ha, nó không có cỏ tái đi tái lại. Thì mình xịt bằng bình máy nha, mình không có xịt bằng máy bay nha, mình xịt bằng bình máy. Mướn anh em ta xịt đó, anh em coi ha, trên miếng đất mình hiện giờ là cỏ là như là không có cây nào luôn ha anh em, có lồng vực, cỏ chát, đặc biệt là lọc vực với cỏ chát thì rất là sợ ha, mà hiện giờ thì trên lúa mình hoàn toàn sạch sẽ ha, không có cây nào hết. Đây, anh em coi ha, như vậy chứng tỏ được một điều là cái thuốc carbonin mình sử dụng cái liều 200 ở cái giai đoạn xịt từ 8 đến 10 ngày là hiệu quả ha anh em. Đây anh em coi ha, đây nghe anh em, lúa mình hôm nay là chỗ lẹt xẹt rồi nè, thì vấn đề cỏ hôm nay cũng tương đối sạch ha. Đây, anh em coi thử nha, thì mình xịt cái liều carbonin 200ml trên một bình là có hiệu quả nha, hiệu quả lắm nghe anh em, anh em có thể áp dụng thử trên ruộng lúa mình ha. Đây nó cũng có cỏ nhưng mà xa xa mới có con cây, không ảnh hưởng nha anh em, thì xịt như thế này thì đỡ tốn chi phí dữ lắm. Rồi video mình đến đây kết thúc nha anh em, chào tạm biệt anh em nha. Anh em hãy ủng hộ kênh TOT Vlog 2019 của mình bằng cách là hãy đăng ký ha, và nhấn vào hình cái chuông bên góc trái dưới anh em để tiện theo dõi những video tiếp theo ha. Rồi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.